Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục bài 26 nhé. Bài 26, phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Như chúng ta đã biết, sau hiệp ước ngày 6 tháng 6 năm 1884 đã ổn định tình hình, thiết lập nền bảo hộ hoàn toàn và triệt để lên đất nước ta. Thực dân Pháp tìm cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế do Tôn Thất Thuyết đứng đầu, đang nuôi ý đồ giành lại chủ quyền khi có điều kiện, được sự hậu thuẫn của các sĩ phu và nhân dân ở các địa phương. Phe chủ chiến đã chủ động tấn công quân Pháp ở Tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá. Cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi ra căn cứ Tân Sở ở Quảng Trị. Tại đây, Tôn Thất Thuyết nhân danh nhà vua ra chiếu cần vương, kêu gọi văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước. Phong trào cần vương bùng nổ và nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước, tiêu biểu là các tỉnh ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Phong trào cần vương gồm có hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, mà tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hương Khê năm 1885-1895. Xin giới thiệu với các em lược đồ căn cứ Hương Khê. Hương Khê là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo có Phan Đình Phùng và nhiều tướng lĩnh khác như là Cao Thắng. Xin giới thiệu các em chân dung của Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng hiệu là Châu Phong, quê ở Đông Thái, nay là xã Châu Phong, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh năm 1847, mất năm 1895. Năm 1877, ông Đỗ Đình Nguyên tiến sĩ và được bố trí làm tri huyện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, ông được đưa vào kinh đô làm ngự sử trong viện đô sát. Viện đô sát là cơ quan thanh tra, giám sát các quan lại. Đến năm 1883, ông phản đối việc Tôn Thất Thuyết phế lập vua, vì thế đã bị cách chức, đuổi về quê. Tuy nhiên, đến năm 1885, ông vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, đứng ra mộ quân khởi nghĩa và trở thành thủ lĩnh có uy tín nhất trong phong trào cần vương ở Hà Tĩnh. Người trợ thủ đắc lực cho Phan Đình Phùng chính là Cao Thắng. Cao Thắng sinh năm 1864, mất năm 1893. Cao Thắng sinh ra trong một gia đình nông dân, quê ở Hàm Lại, Hương Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông là một dũng tướng trẻ có tài, nhiều mưu lược. Ông giữ nhiệm vụ xây dựng căn cứ, tích trữ lương thảo, huấn luyện nghĩa quân và rèn đúc vũ khí. Đặc biệt, ông đã nghĩ ra cách chế tạo súng trường theo mẫu súng của Pháp, và ông đã trở thành người kỹ sư quân khí đầu tiên của nước Việt Nam. Mời các em ghi bài. Khi nào các em thấy ở cái slide mà có cái viết nhảy múa là phần các em sẽ ghi bài nhé. Ba nhỏ khởi nghĩa Hương Khê 1885-1895, căn cứ Hương Khê, Hà Tĩnh, lãnh đạo Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Diễn biến gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1885-1888. Chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thứ nhất 1885-1888. Đây là giai đoạn nghĩa quân, lo tổ chức, huấn luyện,
xây dựng công sự, rèn đúc khí giới và tích trữ lương thảo. Cao Thắng đã xây dựng một đội nghĩa quân hùng mạnh, có tinh thần chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm minh. Lực lượng nghĩa quân có lúc lên đến hàng ngàn người, hoạt động trên một địa bàn rộng lớn, gồm 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Lại nói về việc rèn đúc vũ khí của Cao Thắng. Cao Thắng lo nghĩ, muốn đánh Tây thì phải có súng giống như Tây. Trong một trận phục kích, ông cùng với nghĩa quân đã đoạt được 17 khẩu súng của Pháp. Ông đem súng về, tháo súng ra, nghiên cứu và cho chế tạo thành công 350 khẩu súng trường theo mẫu súng năm 1874 của Pháp, đã làm cho kẻ thù kinh khiếp trước hỏa lực mới của nghĩa quân. Xin giới thiệu với các em, đây là hình ảnh mẫu súng trường kiểu năm 1874 của Pháp. Và đây là hình ảnh bên tay trái màn hình, là hình ảnh Cao Thắng đang cùng với những người thợ rèn đúc ra súng trường giống như mẫu súng của Pháp năm 1874. Hiện nay, mẫu súng trường do Cao Thắng chế tạo được trưng bày ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đây là lược đồ địa bàn hoạt động của nghĩa quân Hương Khê. Những cái dấu chấm tròn đỏ là đánh dấu 4 tỉnh nghĩa quân Hương Khê hoạt động: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Xin mời các em ghi bài giai đoạn 1885-1888. Nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc khí giới, tích trữ lương thảo. Nghĩa quân hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Xin mời các em bước qua giai đoạn thứ hai của cuộc khởi nghĩa, là giai đoạn từ năm 1888 đến năm 1895. Đây là thời kỳ chiến đấu ác liệt của nghĩa quân. Lúc này nghĩa quân đã có khoảng 1.000 người và 500 khẩu súng tốt, có sự chỉ huy thống nhất tương đối chặt chẽ. Nhận thấy cuộc khởi nghĩa đã được chuẩn bị chu đáo, Phan Đình Phùng quyết định mở rộng thêm địa bàn ra khắp 4 tỉnh mà chúng ta đã biết: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Năm 1893, trong một trận đánh đồn giặc ở Nghệ An, Cao Thắng bị trúng đạn và hy sinh ngày 1 tháng 1 năm 1893 khi ông vừa tròn 29 tuổi. Được tin của Phan Đình Phùng, đau xót kêu to: "Trời hại ta rồi, ông Cao Thắng ơi!" Thương tiếc Cao Thắng, Phan Đình Phùng đã làm bài văn tế có đoạn: "Thôi thôi, cử tí lầu vàng đành kẻ khuất, đem thân bách chiến để tiếng thơm cho tỏ mặt anh hùng. Súng đồng gươm bạc mặt người còn, truyền lệnh ba quân thét hơi mạnh để xây nền bình trị. Thương ôi là thương, kể sao xiết kể." Sau khi Cao Thắng mất, cuộc khởi nghĩa dần suy yếu. Pháp tập trung binh lực xây dựng hệ thống đồn bốt dày đặc nhằm bao vây cô lập nghĩa quân. Chúng đã mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào căn cứ 9.000 Trươi. Nghĩa quân chiến đấu ngày càng gian khổ hơn. Đến năm 1895, Pháp cử Nguyễn Thân cầm đầu 3.000 quân siết chặt vòng vây. Trong một trận giao tranh ác liệt, Phan Đình Phùng bị thương nặng,
rồi hy sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1895. Chủ tướng hy sinh. Cuộc khởi nghĩa kéo dài thêm một thời gian, đến năm 1896 thì tan rã. Các chiến sĩ Cần Vương đã ngã xuống trên chiến trường tranh đấu. Xác người anh hùng nằm xuống là tấm gương soi đường cho hậu thế vùng dậy mà tiếp lấy ngọn cờ giành độc lập. Thương tiếc và tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng trong phong trào Cần Vương, có những lời thơ đã viết rằng: phất cờ cứu nước khỏi lao lung, dân tộc chìm trong cảnh khốn cùng, Hồng Lĩnh còn vang hồi trống trận, Hương Khê sao vội khóc anh hùng, chết ông Cao Thắng tròn nợ nước, thác cụ nghè phùng vẹn hiếu trung, tử sĩ đúc hung lòng ái quốc, muôn đời xâm lược phải cáo chung. Mời các em ghi bài giai đoạn 1888-1895. Nghĩa quân chiến đấu quyết liệt, thực dân Pháp tập trung binh lực, mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào ngàn trưa. Lực lượng nghĩa quân suy yếu dần. Phan Đình Phùng hy sinh năm 1895. Sau một thời gian, cuộc khởi nghĩa tan rã. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Vậy thì tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những yếu tố đã tạo nên cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Thứ nhất là lãnh đạo phần lớn là Văn Thông ở các tỉnh Thanh Nghệ tỉnh. Thứ hai, cuộc khởi nghĩa Hương Khê kéo dài có một thời gian tồn tại lâu là 10 năm. Thứ ba, cuộc khởi nghĩa Hương Khê là một cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, như là địa bàn hoạt động rộng lớn, có tổ chức chặt chẽ quy củ, đã tự chế tạo được vũ khí để đánh giặc, đó là súng trường do Cao Thắng chế tạo, có lối đánh linh hoạt, đánh du kích lấy yếu, đánh mạnh lấy ít, đánh nhiều. Và cuộc khởi nghĩa Hương Khê có tính chất chiến đấu vô cùng quyết liệt, chống Pháp và chống triều đình phong kiến Bô Kiền. Yếu tố tiếp theo là cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã lập được nhiều chiến công lừng lẫy. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là một cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô lớn, có nhiều yếu tố cho thấy đó là một cuộc khởi nghĩa lớn mạnh. Nhưng sau cùng, cuộc khởi nghĩa Hương Khê bị thất bại. Nguyên nhân vì sao? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Nguyên nhân thứ nhất, mặc dù có cái lực lượng nghĩa quân đông nhưng chưa liên kết và chưa tập hợp được lực lượng với quy mô trên toàn quốc mà mới chỉ ở 4 tỉnh. Cái nguyên nhân thứ hai là hạn chế về khẩu hiệu chiến đấu. Nguyên nhân thứ ba là bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến. Và nguyên nhân thứ tư là một nguyên nhân quan trọng, đó là tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch về vũ khí cũng như là về số lượng quân.
Tuy rằng cuộc khởi nghĩa Yên Khê thất bại nhưng đã để lại những ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Nó để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc cho những phong trào đấu tranh tiếp theo của dân tộc ta. Nó có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhà chuẩn bị bài 27 là cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ 19. Đồng thời các em sẽ trả lời câu hỏi cho bài 26, trang 130. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Lúc nãy cô vừa mới giảng rồi đấy. Các em trả lời câu hỏi đấy nhé. Bây giờ đang trong mùa dịch, các em phải cần làm gì để mà phòng chống dịch? Phải ghi nhớ những điều sau đây. Thứ nhất là hạn chế tối đa không đi ra đường. Nếu có đi ra đường thì chúng ta phải đeo khẩu trang và phải giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác ít nhất là 2 mét. Điều thứ ba là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn và nhớ là phải rửa đúng cách. Thứ tư, vệ sinh nhà cửa và để nhà cửa thông thoáng, có gió lùa, có nắng chiếu vào. Thứ năm là bản thân chúng ta phải làm gì? Luyện tập thể thao để giữ sức khỏe và nhớ là không được thức khuya. Ăn uống cho đầy đủ chất thì chúng ta mới có sức khỏe để mà phòng chống dịch. Chúc các em vui khỏe nhé.